Mến chào quý vị và các bạn trở lại với kênh Chuyện Ma cùng Thiên Như Và mình là Thiên Như, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay Mến chúc tất cả các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nha Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên trong ngày hôm nay Thì câu chuyện này mình được một bạn nữ này kể lại cho mình nghe Bạn nữ này bạn không phải là nhân vật chính trong câu chuyện Nhưng mà chính bạn nữ này cũng đã chưa chứng kiến cái câu chuyện này luôn ha Và mình xin phép đặt tên bạn nữ này Mình đặt tên bạn là bạn Hiền nha Ngày hôm đó bạn Hiền á Cùng với một người bạn của bạn nữa Thì hai bên là hai nhóm mới rủ nhau đi chùa bạn hiền này thì bạn có rủ thêm vài người bạn với bạn hiền nữa còn cái bạn kia thì có rủ thêm vài người bạn của bạn kia nữa thì trong số những cái người bạn của bạn thì có một cái người người này là một người con trai nha bạn này thì cũng chạc tuổi bạn hiền thôi mình xin phép đặt tên bạn này là bạn nam Tổng cộng ngày hôm đó đi chơi thì gồm có 8 người Mà bạn Hiền này bạn nhớ nhất là bạn Nam luôn Không phải vì bạn Nam này đẹp trai hay là gì đâu nha Mà bạn Hiền này bạn có ấn tượng không có tốt với cái bạn Nam này Tại vì bạn Hiền nói bạn Nam này á là một cái người con trai nhưng mà lôi chôi lóc chốc dữ lắm với lại thích hay phá phách thể hiện rồi nói chuyện sốc hồng người ta không hà bạn hiền là bạn không có ưa bạn nam này chút xíu nào hết trơn á ngày hôm đó là tám bạn này cùng đi tới một cái ngôi chùa mà cái ngôi chùa này là ở dưới tại sóc trăng luôn nha Khuôn viên của ngôi chùa này được xây rất là đẹp luôn Và cái bạn nam kia, bạn này bạn không phải là người dân địa phương ở đây Mà bạn từ chỗ khác bạn tới chơi Và được bạn của bạn Hiền rủ đi chơi chung luôn Nên là mới có dịp tám bạn này đi cùng với nhau Và bạn nam này khi đi vô trong chùa bảy người bạn còn lại ai cũng nói chuyện nhỏ nhỏ nói chuyện nhỏ nhẹ đủ nghe thôi mà có mỗi bạn nam này bạn đi tới đâu cái miệng của bạn nói nó lớn bạn nói giống như là bạn la làng vậy đó khi mà bạn đi tới đâu bạn mở miệng bạn nói chuyện là tất cả mọi người đều bị giật mình đó mấy bạn nghe bạn nam này nói với cái giọng mà lớn quá trời đi khi mà nghe vậy người ta mới giật mình người ta quay qua người ta nhìn chăm chăm bạn nam này luôn và bên nhóm của bạn hiền á, thì bạn hiền này thấy vậy á, cũng quê quá đi nên đi á, là né né cái bạn nam kia không à chứ không có dám đi gần bạn tại mắt công á, sợ người ta nhìn trúng mình luôn á, thì nó quê dữ lắm bước đầu tiên á, là đi tham quan chùa là tham quan vòng vòng rồi thắp nhang ở ngoài Mọi người đều thấp nhang hết trơn Chỉ có mỗi bạn nam này là bạn không có thắp một cái cây nhang nào hết trơn Không có hề mà giống như là bạn không có hướng Phật vậy đó Bạn chỉ đi tới đây chỉ để tham quan và chụp ảnh thôi Ở ngoài thì vẫn được chụp hình bình thường Bạn cứ đi tới đâu bạn selfie, bạn chụp hình với cái này cái nọ Rồi thậm chí với những cái bức tượng Phật bạn cũng quay qua Bạn selfie cái mặt của bạn, bạn để cạnh cái mặt của một bức tượng Phật nữa Nhìn cái hình ảnh nó rất là phản cảm luôn nhưng mà ở ngoài này cũng là chỗ công cộng người ta thấy bạn nam này dị dị nên nhìn bạn này dưới vẻ mặt ái ngại thôi chứ không có ai nói gì trơn á sau khi mà đi vòng khuôn viên ở ngoài xong á thì tám bạn mới bắt đầu là đi vô trong ở bên trong chùa lại đi vô chánh điện ha khi mà đi vô trong á thì lần lượt từng bạn đi tới để mà đốt nhang rồi cầu nguyện chỉ có mỗi cái bạn nam này á là khi mà đi vô đây rồi á bạn vẫn cười há há hố hố bạn đi chưa trong chùa nơi trang nghiêm mà bạn lại nói cười một cách vô tư mà nhiều khi á bạn hiền này bạn còn nói là cái bạn nam này á bạn vô duyên cực kỳ luôn ở phía trong chánh điện người ta có để nguyên một cái bảng là cấm quay phim chụp hình mà bạn nam này cứ cầm điện thoại ha quay tùm lum hết trơn hả cái chỗ này là cái chỗ trang nghiêm của người ta bạn này bạn nói lớn thì chưa nói đi mà bạn còn cầm cái điện thoại bạn quay mặt từng cái bước tượng phật và khi mà đi tới một cái chỗ này nữa cũng ở trong ngôi chùa luôn thì cái chỗ này á là chuyên thờ những cái vong linh mà họ vừa mất á là sẽ được gia đình gửi lên trên này để mà nghe tụng niệm và tới cái khu vực này á, bạn Nam này bạn cũng rất là lì luôn, bạn cứ cầm cái điện thoại lên, bạn lia bạn chụp đủ kiểu hết trơn à. Bạn chụp ở phía sau chơi đủ, bạn còn quay cái camera lại, bạn chụp bạn cùng với những cái hũ cốt của người ta đang nằm ở phía trên những cái bàn thờ nữa. Một cái cảnh tượng nhịn rất là kỳ luôn. Thì bạn Hiền cũng có khiều khiều cái người mà bạn bạn kia, thì cái người bạn kia mình đặt tên là bạn Liên đi ha và bạn hiền mới nói với bạn liên ê liên mày lại á mày khiều của thằng bạn của mày á nó làm gì vô đây mà nó cười hí hố ở đây người ta nói không có chụp hình kìa mà nó chụp tùm lum vậy chỗ trang nghiêm mà nó làm gì kỳ quá khi mà nghe như vậy thì bạn liên này bạn cũng cùng ý kiến luôn, bạn mới đi lại cùng thêm những người bạn của cái nhóm bạn của bạn liên ha mới đi lại mới nói với bạn nam mới kêu ê mày mày đi vô đây mày nói chuyện nhỏ nhỏ thôi với lại mày đừng có chụp hình nữa chụp hồi nãy giờ ở ngoài kia được rồi vô trong này ta để cấm chụp hình kìa mày đừng có chụp nữa mày mà bạn nam này thì giống như là bạn để ngoài tay tất cả lời của mọi người nói bạn thích cái gì thì bạn làm cái đó thôi bạn nam á bạn mới trả lời một cách rất là dững dưng luôn thì đi vô đây tao vô tao tham quan mà vô chụp hình lại mới có hình đăng facebook chứ mày không chùa gì mà không cho chụp hình đó là bạn nam bạn nói chuyện với một cái thái độ cực kỳ rất vô duyên vô dụng vậy luôn thấy là không có nói được bạn nam này rồi á thì bạn liên này vẻ mặt của bạn cũng rất là ái ngại ngại với nhóm bạn của bạn hiền ha trong khi là mọi người ai cũng e ngại với cái bạn nam kia hết trơn á thì bạn nam á bạn cứ khi đó bạn đi tới chỗ nào á bạn còn đi lại gần ngay cái tượng phật ở trong một phòng đó là có thờ có thờ phật bà ha thì bạn nam này bạn đi vô trong cái phòng thờ đó bạn đưa cái mặt của bạn á kế bên cái mặt của Phật bà mà bạn đưa lên bạn selfie một cái cảnh tượng nó cực kỳ là nó quái dị mà nó vô duyên phải nói là không có từ nào để diễn tả cái bạn nam này trơn á khi mà thấy vậy những cái người mà người ta cũng đi chiến phật luôn á ai cũng chỉ chỏ nói bạn này mà dường như là cái bạn nam này bà không có quan tâm gì hết trơn á sau một lúc á thì mới có một cái vị sư thầy là vị sư thầy này mới đi từ từ ra với một cái vẻ nghiêm khắc là nói bạn nam này thí chủ ở cái chỗ này là chốn trang nghiêm vui lòng không có chụp hình quay phim khi mà nghe vị sư thầy nói vậy bạn nam này thay vì bạn cất điện thoại vô liền đâu không có nghe bạn ngớt cái mặt bạn lên nghe bạn nói á thầy sao á tôi vô đây tôi tham quan mà không cho chụp hình á làm sao có hình để lưu lại làm kỷ niệm rồi thậm chí sau khi mà nói dứt lời á là cái bạn nam này bạn còn đưa cái điện thoại lên bạn chụp một cái cắt là bạn chụp hình của cái vị sư thầy đó nữa một cái thái độ nó quá là mất kính đi và vị thầy này á, ngay lúc đó vẻ mặt của thầy mới xám xịt thầy thay đổi thầy nói thầy nói một cái câu như thế này á nếu mà thí chủ vẫn còn chụp hình nữa Thí chủ lưu lại những cái bức hình đó Thì có gì là thí chủ tự chịu nghe Sau khi nói xong như vậy lại chị sư thầy cũng đi chỗ khác luôn Chứ không còn đứng đó nữa Mặc kệ cho bạn nam này Bạn làm gì thì làm Mọi chuyện đâu có diễn ra đơn giản như vậy À vào cái tháng bạn này đi Là ngay cái tháng tháng 7 luôn nha Không phải là đi ngay ngày rằm tháng 7 Chỉ đi là một ngày á Trước cái ngày 15 thôi Vì ai cũng biết cái ngày 15 tháng 7 Ngày rằm tháng 7 là ngày gì ha thì nhóm của bạn liên với lại là nhóm của bạn hiền á đi lên chùa để cầu xin những cái sự may mắn bình an trong cái tháng mà gọi là cái tháng cô hồn đó ha trong khi có mỗi bạn nam này á, là bạn lại có những cái thái độ biểu hiện cử chỉ rất là bất kính như vậy luôn sau khi á, mà mấy bạn đi chùa xong rồi á thì mấy bạn có ghé một cái quán nước ngồi đó để mà uống nước thì trong khi những người bạn ai cũng nói chuyện nhỏ nhẹ thì hồi nãy đi thì cũng có chụp hình ở cái khuôn ngoài thì có view rất là đẹp nên ở đây thì những vị khách tới tham quan chùa cứ thoải mái chụp hình chỉ có ở trong chánh điện á, thì ở trong đó người ta mới không có cho chụp hình thôi chứ ở ngoài là chụp thoải mái hà chứ không có gì hết trơn á thì mấy bạn cũng đưa nhau coi những cái tấm hình rồi gửi cho nhau coi tại vì khi nãy ở đó thì bạn này nhờ bạn kia chụp giùm cái tấm hình đó, nó nằm ở điện thoại của người này điện thoại người kia lung tung vậy đó ha và trong lúc mấy bạn này đang chia sẻ những tấm hình với nhau thì bạn nam này cũng có đưa cho bạn liên coi những cái tấm hình mà hồi nãy mình chụp mà khi bạn liên bạn cầm ở trên tay thì bạn vô tình là bạn lướt ngang cái tấm hình đó rồi bạn lướt lướt qua vài tấm nữa thì trong một cái tấm hình này là một cái tấm hình mà bạn nam bạn selfie mà không phải bạn chỉ selfie cái khuôn mặt bạn thôi mà bạn nam này bạn đang selfie cùng với những cái bức di ảnh và những cái hũ cốt của những cái người mà người ta gia đình mới gửi lên trên chùa Trời đây là một cái bức ảnh nhìn vô cái màu sắc nó kinh dị Hương khói cực kỳ luôn Điều này giống như là cái khuôn mặt của bạn nam này đang nằm trên một cái bức di ảnh Giống như là những cái bức di ảnh của những người khác đang nằm ở trên cái bàn thờ như vậy đó Bạn nam này đúng là bạn hết cái chụp thiệt mà bạn đưa qua Bạn chụp một cái hình nó cực kỳ thấy ghê như vậy mà có điều á cái chị chuyện này cũng chưa có phải đến mức phải chú ý mà bạn liên bạn thấy rõ ràng luôn ở trên những cái bức di ảnh của những cái người mà đã khuất rồi á thì tất cả những người có mặt ở trong bức ảnh đó khuôn mặt của ai cũng giận dữ cực kỳ luôn và những cái phần tròng mắt của những người trong ảnh cũng là nguyên một cái màu đen đen thui thụi lùi đen hết cái con mắt luôn mà khuôn mặt của ai cũng có vẻ rất là giận dữ luôn chắc có lẽ là họ giận dữ gì á cái bạn nam này bạn chụp hình mà chụp không có đúng chỗ như vậy vừa thấy như vậy á là cái bạn liên này bạn mới hết hồn hết vía bạn mới kêu mọi người á mọi người ơi coi nè thì tất cả nguyên cái nhóm cả nhóm của bạn liên và nhóm của bạn hiền mới xúm lại cái điện thoại đó để mà coi thì khi mà thấy rõ ràng ai cũng thấy nha là ở trên bức ảnh đó ngoài cái khuôn mặt mà đang cười cười tươi luôn cười tươi của bạn nam đó ra thì tất cả những cái khuôn mặt còn lại trên những cái bức di ảnh là khuôn mặt của ai cũng cực kỳ giận dữ và nhịn rất là quạo wow luôn trong mắt của ai nấy thì cũng đen thui thùi lùi hết trơn hả? chỉ có ngay lúc đó là bạn nam này bạn chưa có coi bức ảnh đó thôi thì bạn liên á bạn mới lên tiếng bạn mới kêu ê nam mày coi cái bức hình mày chụp nè thì nghe như vậy á, bạn nam này á, bạn cũng đi lại Bạn coi cái bức hình mà bạn chụp Thì bạn cắm bức hình lên Bạn không hề thấy cái gì bất thường hết trơn Bạn nam này chỉ thấy là khuôn mặt của mình đang cười Và những cái bức di ảnh ở hình sau á, nó hơi mờ mờ thôi Bạn nam á, khi mà mọi người khuôn mặt ai cũng quan mang hết trơn á, Mà bạn nam này bạn lại còn giỡn một cái câu nữa Trời mặt tao đẹp trai ghê mày Nghe như vậy á, thì tất cả bảy người còn lại khuôn mặt của ai cũng xám xịt hết trơn à mà nhìn một cái con mắt chăm chăm nhìn thẳng vô cái bạn nam này luôn không biết là bạn nam này bạn có thấy sợ hoa là bạn có cảm thấy những cái điều mình làm đó là không đúng không mà bạn nam này cứ tỏ ra một cái thái độ cực kỳ dững dưng như vậy luôn rồi sau đó thì mọi người cũng tản về mạnh ai nấy về nhà nấy mãi cho tới một tuần sau thì ngày hôm đó vô tình bạn hiền bạn đang đi học ở trên lớp thì bạn mới nhận được một cái tin nhắn messenger do bạn liên bạn gửi qua thì bạn liên bạn mới nói vậy nè ê mày cái thằng nam hôm bữa nó bị tai nạn chết rồi mày nghe tới đây á, là bạn hiền ha bạn nổi hết da gà lên hết trơn hà mà ngay lúc đó luôn cái ký ức mà đập vô trong đầu của bạn hiền á, là bạn nhớ lại cái cảnh mà bạn thấy cái bức ảnh đó cái bức ảnh mà bạn nam nhe răng cười ở phía sau lưng của bạn nam á, là những cái bức di ảnh của những người mà người ta vừa mới mất đó là bạn hiền này bạn liền nhắn lại bạn hỏi sao mà nó chết dữ vậy mày rồi sau đó nghe là cái bạn liên kia bà không có trả lời nữa mà bạn nhấn vô cái nút ghi âm á, bạn gửi một cái đoạn tin nhắn thoại bạn mới kể lại như vậy nè nó chết á, hồi 2-3 bữa trước rồi mà tao nghe đâu á là nó đi ngang qua ngay cái chỗ ngã tư á. nó đi có mình nó hả đường á, thì vắng que vắng què vậy đó không có ai hết trơn á mà không hiểu vì sao nó chạy cái chiếc xe qua đó nó té cái kiểu gì mà một mình nó chết chết ở ngay chỗ cái ngã tư đó cái cổ của thằng nam á thì nó bị dặn ngược lại giống như là ai đó bẻ cổ nó vậy đó mày tao sợ quá bây giờ là cái xác của nó đưa về quê rồi tao không có về tao giữ đám ma của nó mà sợ quá mày ơi khi đó thì bạn Hiền mới nói lại những cái lo lắng, những cái phán đoán ở trong lòng của mình cho bạn Liên nghe. Mới nhắn tiếp một cái tin như này nè. Ê mày, có khi nào là do cái bức ảnh hôm bữa hôn Dạ, cái bạn Liên ở bên kia, bạn mới trả lời một cái tin nhắn như thế này. Ê mày, tao tao cũng nghĩ giống như mày vậy đó, mà không có chắc nha. Bây giờ nó chết rồi, tao cũng không có biết làm sao hết trơn á. Sợ quá trời sợ luôn mày ơi. Thôi mày cũng ráng cẩn thận nha. Rồi sau đó thì bạn Hiền này với bạn Liên cũng kết thúc liên lạc. Hai người ai cũng có canh cánh trong lòng một cái nỗi khá là sợ hãi và nhớ về tới cái bức hình ngày hôm đó. Và sau đó nữa thì bạn Hiền này bạn cũng có kể cho ba cái người bạn của cái nhóm bạn mà hôm bữa bạn Hiền với bạn Liên đi lên chùa là cũng có kể là cho mấy bạn kia nữa. Thì mấy bạn kia có một người mới nói như thế này, đúng rồi mẹ ơi cái miệng của thằng đó nó vô trong chùa mà nó bóp 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 mà thậm chí mình thấy không nó còn chụp hình với Phật, nó chụp hình với Phật chưa đã hình người ta mới vừa mất, đưa lên trên di ảnh mà nó cũng lại nó chụp cho bạn được mà. Thôi nó bị vậy là đúng rồi mẹ ơi. Đó là lời của một người bạn của bạn Hiền nói như vậy, nhưng mà thật ra không có biết chính xác cái nguyên nhân vì sao mà các bạn nam kia bạn đã mất như vậy, mất ở tuổi còn rất là trẻ luôn. Năm đó chỉ mới có 21 tuổi thôi mấy bạn, mà không có biết chính xác là có phải vì họ đã xúc phạm những cái người đã khuất hay không mà đã phải bỏ mạng một cái cách rất là đau đớn khi còn trẻ như vậy luôn ha. Đó là cái câu chuyện thứ nhất mà mình được các bạn hiền này bạn kể lại cho mình nghe. Rồi ngay bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái câu chuyện thứ hai nghe. Cái câu chuyện thứ hai này á, là mình được cái anh này ảnh gửi về cho mình cũng qua Zalo luôn. Thì anh này á ảnh cũng có xuất hiện ở trong cái câu chuyện luôn. Mình đặt tên ảnh là anh Phong nghe. Mà cái người á chính xác gặp ma luôn á là cái người bạn của ảnh mình đặt tên ảnh là anh đạt nha ngày hôm đó là sinh nhật của anh phong thì mấy bạn cũng biết rồi đó tuổi trẻ của mình á chơi là phải chơi cho hết mình tăng một á, là nhóm của anh phong là bao gồm những người bạn trong đó là có anh Đạt luôn nha là đã đi nhậu ở ngoài quán rồi sau khi mà nhậu rồi ở trong người cũng có hơi men cũng cứng cứng người rồi là chạy đến một cái quán karaoke cách cái quán nhậu đó chỉ có hai cây số thôi thì nói về cái quán karaoke này á đây là một cái quán cũng khá là lớn luôn Nhìn ở ngoài được trang trí, nhìn cũng rất là hiện đại, rất là xịn Thậm chí ở đây mà anh Phong anh nói muốn kêu đào là có luôn nhưng mà mấy anh này anh đi là có trai có gái nữa nên không có kêu đào vô hen sau khi mà đi từ quán nhậu đi tới chỗ cái quán karaoke này là đã 10 giờ rưỡi tối rồi, định là sẽ ca tới tầm 12 giờ rưỡi 1 giờ cho mọi người hết bia hết rượu tỉnh tỉnh chút xíu rồi đi về. Nhưng mà không có ngờ đâu, nguyên nhóm bạn của anh Phong ai cũng máu quá trời đi. Nhậu ở ngoài quán chỉ là mới có cứng cứng thôi chưa có sỉnh lắm mà vô trong karaoke này càng ca thì càng khát nước mà càng khát nước thì càng uống bia cho nên á, mấy anh ca cho tới tầm khoảng 12 giờ 15 phút thì hồi nãy ông nào ông nấy cũng muốn sỉnh sỉnh hết trơn rồi có những cái người người yêu của mấy anh kia thì mấy chị uống ít hơn chỉ uống chút chút hà vì vậy mà chỉ còn có mỗi mấy chị đó là ít sỉnh nhất chứ còn mấy cái anh này là nguyên một nhóm là tầm khoảng 15 người nha Ai cũng muốn sỉnh quéo rau quéo càng hết trơn rồi khi đó thì anh Phong này ảnh thấy những người bạn của mình xỉn quá rồi, sợ là về không được. Mới bắt đầu á, là kêu thôi để tao xuống tao tính tiền rồi cho tụi bay về. Chứ mà ca nữa chắc một hồi nó uống nữa là nằm lại ở quán người ta luôn chứ không có về nổi. Rồi thì sau đó tất cả mọi người á, cũng chuẩn bị hàng đồ đạc thu gọn xong hết rồi mới đi xuống dưới cái phòng lễ tân ở dưới. Thì khi xuống dưới phòng lễ tân á là phải đợi, đứng ở đó đợi cho nhân viên á người ta đi lên trên phòng karaoke để mà người ta kiểm tra lại mình ăn uống nhiêu để mà xuống dưới để tính tiền. Và trong khoảng thời gian á mà chờ đợi người nhân viên lên họ kiểm tra phòng. Khi đó thì cái anh Đạt này á ảnh mới mắc đi toilet quá đi thì ảnh mới hỏi những cái người nhân viên, "Em ơi, ở dưới tầng này là toilet nó ở đâu?" khi mà nghe anh đạt này anh hỏi như vậy á thì cái bạn nữ nhân viên này á cũng rất là lịch sự bạn mới đi ra dắt theo cái bạn đạt này á đi ra ở phim mé hông á mới chỉ anh dạ anh đi xuống cuối đường rồi sau đó anh quẹo phải là tới cái toilet nam ở ngay đó luôn trên đường mà đi toilet á cắt từ ngay chỗ tính tiền á đi ra tới cái toilet đó, thì tầm khoảng 100 m do cái karaoke này nó có cái bệ sâu vô đi vô cũng khá là dài luôn nên là đi vô cũng cả trăm mét mới tới ngay cái chỗ karaoke đó rồi thì bạn đạt này á cũng đi theo cái hướng chỉ dẫn của cái người nhân viên và bạn đi vô đó để đi toilet thì khi mà bạn đi vô nha ở bên á, cái phía bên trái của bạn á là nguyên cái bức tường nguyên cái bức tường hàng rào ở dưới đất á, là còn có trồng bông qua này kia nữa thì khi bạn đi xuống hang cuối đường rồi là chỗ này á, chuẩn bị quẹo phải vô là sẽ tới cái toilet ở ngay cái cua quẹo đó mới có một cái xích đu mà cái dạng xích đu bằng sắt giống như là cái ghế của mình á, rồi ở trên có cái cây mắt ngang ở dưới là cái xích đu ngồi đung đưa qua lại rồi kế bên á, còn có một cái bàn để uống nước nữa không biết tại sao á, là cái chỗ karaoke này á, nó đặt một cái xích đu với lại là một cái bàn ở gần cái chỗ toilet như vậy nha, rồi thì anh này ảnh cũng đi vô trong toilet để mà ảnh giải quyết, còn nhóm bạn ở ngoài kia thì có bạn sau khi mà tính tiền rồi thì cũng đã về trước rồi, còn lại bạn Phong với thêm ba bạn nữa thì nhóm này là những cái người mà thân thân nhất luôn nha mới đợi bạn Đạt đi toilet ra để mà đi về nhưng mà sao đợi ha, đợi tới tầm khoảng 15 phút luôn mà vẫn chưa có thấy bạn Đạt này bạn đi toilet ra, không biết là nó vô trỏng á, nó cho chó ăn chè hay là nó đi nặng hay gì mà nó đi lâu dữ quá. Ở ngoài này á bạn Phong với lại mấy bạn kia ai cũng nói cười hề hề. Rồi mấy bạn này cũng kiên nhẫn đợi thêm một xíu nữa Thì đợi tầm khoảng 10 phút nữa là khi này đã là 25 phút luôn rồi nghe Mới thấy lâu quá đi Rồi bạn Phong bạn uống rượu bia nãy giờ Mà đợi bạn Đạt ra thì muốn tỉnh rượu luôn Thì bạn Phong mới cùng với mấy người bạn kia mới hỏi nhân viên là Em ơi cái toilet ở đâu thì mới đi theo cái hướng toilet đó để ra coi bạn đạt bạn làm gì trong toilet mà lâu dữ quá trời đi nãy giờ muốn hư cái toilet ta luôn mà còn chưa chịu ra nữa sau khi mà ba bạn này đi theo cái hướng cái dãy dọc hành lang thì đi xuống cuối đường tới ngay chỗ cái cua quẹo nha thì hồi này là thấy bạn đạt bạn đạt đang nằm ở dưới cái xích đu mà miệng mồm của bạn đạt là đất ở trong trổng không à toàn đất cát đầy trên họng á mà con mắt của bạn đạt á thì nó trợn ngược lên luôn trời ơi hồi này khi mà đi ra ngay đó rồi ở đó cũng có mở đèn luôn nha có mở đèn cũng khá là sáng thì vừa thấy bạn đạt á, nằm chèo queo ở dưới cái xích đu nhỉ ai cũng quảng hồn hết vía hết trơn à hồi này á, là bạn phong vẫn muốn tỉnh rượu luôn rồi mới lẹ lẹ lại đỡ lôi cái bạn đạt kia ra hồi này là hai con mắt của bạn đạt á là nó trợn ngược trợn trắng giả cái tròng trắng lên luôn nhìn nó thấy ghê dữ lắm mà còn hai cái tay của bạn đạt á, là dính đất với lại một cái tay kia còn nắm nguyên một cái nguyên một cái bụm đất luôn trời ơi thấy như vậy là cả mấy cái người bạn này ai cũng hết hồn hết trơn mới lẹ lẹ đưa bạn này đi vô ngay trong cái chỗ lễ tân á và những cái người làm lễ tân ở tại cái quán karaoke này họ còn giật mình khi mà thấy cảnh tượng đó luôn mà không biết phải làm sao hết trơn á chính tay bạn phong này á bạn mới lẹ bạn móc hết cái mớ đất ở trong miệng của bạn đạt ra rất là nhiều đất đất nó muốn dồn xuống tới cúng họng vậy đó ở đó cũng có mấy cái bạn nhân viên lễ tân là cũng có bạn nữ luôn thì cũng có người người ta biết cách chăm sóc mới đem đưa cái bạn đạt này đi vô trong toilet xả nước cho bạn này nó ra hết cái phần đất ở trong cái cổ họng rồi sau đó Mới đem bạn này vô trở lại Lao mình cho bạn sơ cứu cho bạn liền ở tại ngay đó Và còn đổ thêm một ít nước chanh Nước chanh chua lè chua lét luôn Đổ vô trong miệng của bạn này Thì hồi đó bạn này bạn vẫn chưa có tỉnh đâu nha Khi mà thấy như vậy rồi Mấy bạn mới bắt đầu là gọi cứu thương Để họ tới họ đem bạn Đạt này đi lên trên bệnh viện Để người ta khám coi sao và dạ, bạn Đạt này bạn đã nằm ở trong bệnh viện tới hai ngày sau Thì hai ngày sau nữa luôn á bạn Đạt này bạn mới tỉnh dậy Sau khi mà tỉnh dậy rồi thì nhóm bạn của bạn Phong cũng tới Để mà hỏi han tình hình sức khỏe của bạn Đạt làm sao Mới hỏi lại là cái bữa đó mày làm gì mày đi vô trong toilet Lâu ơi là lâu mà tụi tao kiếm mày là thấy trong miệng của mày đất cát không vậy rồi bạn này bạn mới nhớ lại bạn ráng bạn nhớ lại và bạn đạt mới bắt đầu kể cho nguyên nhóm nghe bữa đó hen là sau khi mà đi từ trong toilet đi ra rồi đứng ở trước toilet đó là bạn đạt mới thấy có nguyên một cái cô gái mà cái cô gái này là đẹp gái vũ trời lắm nghe tướng tá thì nhìn nó mướt rượt ha đây là cái lời của bạn đạt bạn diễn tả lại như vậy đó rồi á là bạn đạt này thấy vậy á cái cô này á cổ còn ăn mặc rất là sexy luôn tóc của cô này thì cũng thời trang trang điểm thì cũng khá là đậm thì anh này anh vừa nhìn thì mới đoán cái cô này chắc là một cái cô đào ở trong cái quán karaoke này chứ không đâu hết trơn á cái cô đó đang ngồi ở trên cái xích đu mà bạn sắt thấy anh này ra thì cô này á cũng nhuyễn miệng của cười cười rất là tình với anh này luôn mới hỏi á ủa Giờ anh về rồi hả? Thì cái anh này đang trong cái lúc mà ảnh xỉn Lúc mà tỉnh là ảnh đã mê gái rồi Chứ huống gì nói tới cái lúc xỉn này ảnh càng mê gái thêm gấp mấy lần nữa Là vừa thấy gái đẹp là mới bắt đầu ảnh sơm sơm Ảnh mới đi lại gần cái xích đu bằng sắt đó Ảnh mới ngồi lên trên xích đu Ngồi kế bên cái cô đó thì cái cô này hồi này á, là bà cổ mới bắt đầu á, cổ e thẹn nha cổ ngại ngùng mà anh đạt anh còn nhớ rất là rõ khi mà ngồi kế cô này á, anh này ảnh hửi thấy một cái mùi thơm một cái mùi giống như là cái mùi của một cái bông hoa hồng hay là có hoa gì đó không anh không biết mà anh nói cái mùi này nó rất là thơm nó thơm sọc vô trong mũi của ảnh mà anh nói ảnh hửi cái mùi này ảnh ghiền giữ trời ghiền luôn ảnh mới lên tiếng ảnh mới nói với cái cô này em em tên gì em thơm quá à khi đó thì anh đạt á là ảnh xỉn lắm rồi nha mà ảnh thấy cô này ảnh còn ghẹo vậy đó rồi cái cô kia cũng mới nói á dạ em tên hồng bộ em thơm lắm hả anh khi đó thì anh này á ảnh xỉn mà ảnh ngồi ảnh nghiêng qua nghiêng lại ảnh mới nói đúng rồi em ơi hồng thơm quá à hồng ơi và tự nhiên ngay lúc đó Cái cô gái mà tên Hồng kia cũng mới nói Em em có ít mang tự ngoài quê vô nè Anh ăn thử không Thì cái anh này em nói Ủa đâu cho anh miếng coi Nhậu nãy giờ sốt ruột quá trời hà Rồi sau đó Thì cái cô này cũng đưa cho anh này Nguyên một cái đống nem luôn mà có đống nem chắc tầm 10 cái, 20 cái gì đó Thì anh này ngay lúc đó anh thấy như vậy anh nói không biết làm sao Mà anh thèm Anh thèm chảy nước miếng, nước giải hết trơn à Anh này em nói trời ơi Được cái này ngon quá em ơi Đã em thơm rồi Mà còn cái này nó ngon nữa Thì chết anh rồi Thì cái anh Đạt này Anh mới nói vậy ha Còn cái cô gái kia Thì mới bắt đầu Cô nói vậy nè để em em lột mấy cái này ra cho anh ăn nha sau đó thì cái cô gái này cổ mới bắt đầu của lột những cái miếng lá chuối mà phủ cái nem ở bên ngoài cô mới lộ cái lá chuối đó ra sau đó thì cô mới bắt đầu là cổ đút cho anh này ăn đút tận miệng anh luôn anh ăn mà anh nói hồi đó giờ cái lần đầu tiên mà anh ăn được mấy cái nem mà nó ngon dữ trời ngon vậy luôn anh cứ ăn liên tục liên tục anh ăn anh nói anh ăn cái tầm cả 15 cục nem luôn á rồi sau đó thì cái cô này á cổ đút cho anh ăn anh ăn chưa có đã đi anh mới bắt đầu là anh tự ảnh tự tay ảnh ảnh mở những cái cục nem nó ra mở mấy cái phần lá chuối ra đến anh ăn ảnh ăn cho đã đời luôn thì ảnh cứ ăn ăn liên tục liên tục như vậy cho tới khi mà ảnh không có còn biết cái ý thức gì nữa luôn tới khi mà ảnh nhận ra được mọi chuyện thì ảnh đã ở tại ngay cái bệnh viện này rồi và anh Phong này sau khi mà anh biết được cái câu chuyện đó Thì anh đi thăm anh Đạt về rồi ha Thì anh Phong này mới cùng với hai ba cái người bạn mà hôm bữa Đã chứng kiến cái anh này ở ảnh nằm lăn lóc ở dưới đất như vậy Mới đi tới ngay chỗ cái quán karaoke đó Để bắt đầu là hỏi coi cái đứa nào mà dụ cho bạn của ảnh ăn đất ăn cát như vậy đó khi mà tới ngàn thịnh phong này anh làm rất là dữ Anh mới chửi rủa âm um sầm ở trơn à Kêu á kiểm tra lại cái camera coi Coi mắc cái gì á Mà cái con đào nào á Ép cho bạn ảnh Ăn đất ăn cát vậy đó Và dưới áp lực của nhóm anh Phong Thì những người làm trong cái quán karaoke đó Mới chịu trách lại cái camera hôm bữa là mới chắc lại cái đoạn này cái camera khi đó là nó đang được gắn ở ngay tại cái chỗ cu quẹo đó luôn nha là nhìn xuống là sẽ thấy cái hướng ra ngoài nhà vệ sinh với lại là sẽ thấy cái hướng mà cái đường đi vô luôn rồi bắt đầu cái đoạn camera này mới chiếu lại thì mới chiếu lại cái cảnh sau khi anh này ảnh đi toilet xong ảnh mới bắt đầu là ảnh đi ra ngoài thì ảnh mới ngồi lên trên cái xích đu mà bằng sắt đó ảnh cứ uống éo qua lại mà cái miệng ảnh ảnh đang mấp máy ảnh nói cái gì thì không có nghe được mà do cái camera này nó nó chỉ thu hình được hà chứ không có thu tiếng nên không biết là anh này anh nói gì hết trơn chỉ có mỗi duy nhất một mình anh Đạt xuất hiện ở trong cái cảnh camera này thôi nha Thì anh Đạt này ảnh ngồi ở trên cái xích đu bằng sắt đó Anh ngồi ảnh lắc lư qua lắc lư lại một hồi Thì tự nhiên sau đó ảnh mới bắt đầu á là ảnh mới chui xuống dưới cái cái chỗ xích đu Dưới cái xích đu đó là đất nha chứ không phải là được làm bằng đá bằng xi măng đổ bê tông đâu đâu ở dưới đó là đất mà kế bên nữa là có nguyên những cái bụi cây trồng nên đất rất là mềm luôn và khi chứng kiến cảnh này cả anh phong những người bạn kia cùng với những cái người lễ tân luôn ai cũng hết hồn khi mà thấy anh đạt này anh đang bốc từng cái nhúm đất mà anh bóc mấy cái nhúm đất ở chỗ trồng cây ấy, mấy cái đất mềm mềm ảnh bỏ vô trong miệng của ảnh ảnh ăn liên tục ảnh ăn ngấu nghiến luôn ảnh ăn thêm một lúc nữa thì mới bắt đầu là ảnh xỉu ảnh xỉu ngang ra trên tay của ảnh thì vẫn còn bóc nguyên một cái nấm đất bự nữa rồi thấy tới đây là tất cả mọi người ai cũng nổi da gà cũng rùng mình rồi thì anh phong này anh cũng biết là bạn của ảnh đã bị một cái hồn ma nữ họ dẫn dụ để mà cho ăn đất ăn cát như vậy thôi thì sau đó Tất cả những cái nhóm bạn này cũng né cái quán karaoke đó luôn. Chứ không có ai dám tới đây mà karaoke một lần nào nữa hết trơn á. Mặc dù trước đây anh Phong ảnh cũng đã từng đi cái quán karaoke này hơn 10 lần rồi. Mà chưa có lần nào anh Phong anh gặp hết trơn á. Cho tới cái ngày hôm đó là anh Đạt này á, ảnh xỉn sai quá trời đi. Nên ảnh đã bị một cái hồn ma dẫn dụ ăn đất cát như vậy luôn ha và đó là cái câu chuyện thứ hai trong ngày hôm nay kể về một cái sự việc mà bị ma cho ăn đất như vậy khá là thấy ghê luôn hết mấy bạn nếu cái này mà anh đạt đó anh không được phát hiện sớm nếu mà qua ngày hôm sau luôn sương đêm xuống thì có thể là anh này ảnh không có còn may mắn để mà ảnh kể lại cái câu chuyện đó cho anh phong ảnh nghe và anh phong này ảnh cũng không có chuyện để mà ảnh gửi lại cho kênh của mình luôn ha rồi thì câu chuyện này cũng đã kết thúc trong cái tập truyện ngày hôm nay, cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe. Nếu quý vị thấy hay á, nhớ để lại cho Như một nút like và bấm nút đăng ký để có thể theo dõi những video kế tiếp nha. Rồi nếu quý vị và các bạn mình có những câu chuyện thì các bạn có thể gửi về thông qua Zalo, Facebook và Gmail bên dưới màn hình để như có thể chia sẻ câu chuyện của các bạn đến khán giả ở trong và ngoài nước nha. Rồi ngay bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye!